Chương 1. Thơ ấu cùng Sơ Ngộ. Hòa Thượng kể: tại Đông Bắc Trung Quốc có một ngọn núi gọi là Trường Bạch Sơn. Sao lại gọi thế? Tại vì núi này tuyết phủ quanh năm, từ đầu năm đến cuối năm tuyết đều rơi. Núi này là long mạch của vùng Đông Bắc. Nó có một luồng hào khí rất hùng tráng và là nguồn nguyên lưu của rất nhiều sông ngòi. Dưới núi có một huyện, bởi vì phía đông của huyện có một thành, phía tây cũng có thành nên gọi là huyện Sông Thành. Phía đông của huyện Sông Thành có một bia đá do một trưởng lão đời nhà Thanh tặng, và trên bia đá khắc rằng: toàn bảo sanh Phật. Ý nói người ở huyện Sông Thành đều có thể thành Phật. Có lẽ vì vậy nên Phật giáo ở huyện Sông Thành rất hưng thịnh. Nhà tôi ở phía đông bắc của ngọn núi, dọc theo con đường núi là dẫn đến một ngọn núi rất có tiếng, gọi là Sao Thác Tử Hoạch, là chỗ tận cùng nhất của mạch núi Trường Bạch. Bởi vì mạch cuối núi Trường Bạch là dẫn tới huyện Sông Thành, cho nên huyện là một vùng đất linh thiêng, có bậc nhân tài xuất chúng. Nền văn hóa ở huyện Sông Thành rất cao, nên đã phát xuất rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Trong vòng 100 năm nay đã có 20-30 vị đại thần tướng quân, lại còn có rất nhiều vị hiền triết danh tiếng, hiếu tử, tiết phu, nghĩa phụ. Gần đây có vị Hồng Y giáo chủ Du Bân, cũng là người ở huyện Sông Thành. Dân chúng ở địa phương này rất mộc mạc, chất phác, họ đều có tâm hướng thiện làm lành. Lúc bấy giờ tôi biết có một vị Dương Hiếu Tử, sau xuất gia là đại sư thường nhân. Và trong huyện có đến 14 vị thủ hiếu, mà Dương Hiếu Tử là một vị nổi bật, có tiếng nhất trong các vị này. Tôi cũng là một phần tử của huyện Sông Thành, nhưng tôi bất quá chỉ là kẻ trà trộn vào cho đủ số, và cho mãi đến nay tôi vẫn là một con kiến nhỏ bé mà thôi. Ghi chú 1: huyện Sông Thành ở tại tỉnh Hắc Long Giang, thành phố Ha Bin, Cáp Nhĩ Tân. Phía tây nam Tùng Nộn Bình Nguyên là cửa lớn của tỉnh Hắc Long Giang. Đến năm 1988 thì đổi thành thị xã Sông Thành, huyện cấp. Sông Thành cũng gọi là Sông Thành Bảo. Dân địa phương đọc chữ Bảo thành chữ Bộ. Đó là lịch sử của tên thành Đông Bắc. Là một trong vùng mãn tộc phát triển, nên nói là Nam có Liêu Dương Phủ, Bắc có Sông Thành Bảo. Núi trắng, nước đen, đế nghiệp hưng, kim nguyên hữu dực cổ Sông Thành. 800 năm về trước, Kim Thái Tổ là Hoàng Nhan A Cốt Đã từng nấu rượu và bàn chuyện binh pháp bên bờ sông Lai Lưu, Lạp Lâm Hà. Hiện nay, huyện vẫn còn bảo trì hai di tích cổ, thành Đạt Hòa và Bố Đạt đời nhà Kim. Ghi chú 2: huyện Ngũ Thường, trấn Lạp Lâm, phía đông nam có một ngọn núi tên Sao Thác Tử Hoạch, âm độc là nơi tổ tiên của dân Mãn tụ tập. Người Mãn thường cưỡi ngựa bắn cung, nên có câu rất hay: khinh dân phiêu mã túc, minh nguyệt đồng cung sao. Nghĩa là cưỡi ngựa nhanh như bay, dương cung dưới ánh trăng. Chữ sao có âm độc là tiêu. Cung tức là mạc sao, mũi tên. Người xưa gọi Thác Tử là người Mông Cổ, và gọi người Mãn là Mông Thác Tử hay Mãn Thác Tử. Hoạch có âm là hoạch, là dây buộc kiếm đeo hông. Người địa phương không muốn tự xưng là Thác Tử, nên họ đơn giản gọi núi này là Sao Thác Hoạch. Một nhỏ: đảng sanh trong hào quang. 1918 mới chào đời. Tối ngày 15 âm lịch tháng 3, bà Bạch Hồ Thị mộng thấy Đức Phật A Di Đà phóng quang sắc vàng chói. Khi tỉnh giấc, bà nghe có mùi hương kỳ diệu, và không lâu sau Hòa Thượng ra đời. Lúc bấy giờ là ngày 16 tháng 3 giờ Tý. Mới sinh ra, Hòa Thượng khóc luôn 3 ngày liền. Chắc vì lòng thương xót chúng sanh nên Ngài mới tới thế giới ta bà đầy khổ nạn này. Hòa Thượng kể: tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện đời xưa rất là kỳ quái. Tôi cũng không biết làm sao mà vào ngày 16 tháng 3
tôi lại sanh vào cõi đời này. Và lạ thay, sư phụ tôi là Đại sư Thường Trí cũng sanh ngày 15 tháng 3 vào thế giới này. Còn sư bác tôi, Ngài Thường Nhân, là thầy phương trượng của chùa tôi thì sanh vào ngày 17 tháng 3. Hay thật, ba người trùng hợp với nhau. Và việc xuất gia cũng rất kỳ lạ. Như tôi xuất gia ngày 16 tháng 9, sư phụ tôi xuất gia ngày 15 tháng 9 và sư bác tôi xuất gia ngày 17 tháng 9. Lại cũng là các ngày liên tục với nhau. Vì vậy trên thế gian này có rất nhiều chuyện mình cũng không biết sao mà lạ thật, và được an bày rất là đúng lúc. Nghĩ lại cũng thấy vui vui. Sự việc lẽ ra không phải vậy mà là vậy, thiệt là không thể nghĩ bàn. Mới ra đời tôi có tật xấu là thích khóc. Khi mới lọt lòng là tôi đã bắt đầu khóc. Khóc giống như có chuyện gì không vui. Còn bé như vậy mà tôi khóc đến mấy ngày liền. Ban đêm tôi cũng khóc, khiến cho người nhà không ngủ được. Ban ngày họ còn phải đi làm việc nên cũng rất là mệt mỏi. Sau đó tôi không khóc nữa. Chắc vì khóc mấy ngày liền nên tôi cũng mệt rồi. Bởi vậy ai nấy trong nhà đều ngủ say mê. Đâu ngờ có ăn trộm vào thăm. Nhà vốn đã nghèo, trong nhà có chút đồ có giá trị cũng bị trộm lấy mất. Có lẽ vì chuyện này mà tôi không khóc nữa. Lúc chưa xuất gia, tôi có một tên giả là Bạch Trung Nhất. Vì lúc bấy giờ cái tên này nghe rất hay, tức tôi là người thứ nhất của nước Trung Quốc. Sau đó tôi lại nghĩ, cái tên này lại là gì chứ? Nó hay ở chỗ nào? Không được. Cho nên sau đó tôi tự gọi mình là Hoạt Tử Nhân, người sống nhưng đã chết. Hoạt sống cho một người đã chết. Bất quá đây cũng lại là một cái tên giả thôi. Sau đó tôi thủ hiếu bên mộ mẹ, và người ta thường gọi tôi là Bạch Hiếu Tử. Đây cũng là một tên giả nữa. Tên xuất gia của tôi là An Tự, sau gọi là Độ Luân, và hiện nay lại là Tuyên Hóa. Các tên này đều là giả cả. Vậy đâu mới là tên thật của tôi? Hư không. Tên thật của tôi là hư không. Ha ha ha.